Đỗ Thị Hà lên tiếng khi bị nói chảnh vì đẩy tay đồng nghiệp nam định ôm eo. Mới đây, trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip Hoa hậu Việt Nam 2020 Đỗ Thị Hà sánh đôi cùng một đồng nghiệp nam trên thảm đỏ sự kiện gala WCA 2020 diễn ra cách đây một tháng. Thông qua clip, netizen đã soi cận pha ứng biến của nàng hậu khi chàng trai tiến lại gần muốn chụp ảnh cùng. Có thể thấy, nam diễn viên đã có hành động ôm eo nàng hậu khi chụp ảnh cùng nhau để tạo khoảng cách được gần gũi hơn. Tuy nhiên, người đẹp đã lập tức gỡ tay anh chàng này ra khỏi người và nói lời từ chối, bên cạnh đó cũng tỏ rõ thái độ không thích hành động này. Hành động này từ chối thẳng thừng này khiến đối phương có phần ngại ngùng thấy rõ. Thậm chí, biểu cảm trên gương mặt nàng hậu cũng nhanh chóng bị đem ra bàn tán. Trước màn tự vệ của đối phương, nam diễn viên chỉ biết cười trừ và tiếp tục chụp ảnh nhưng không đụng chạm đến cô nàng nữa. Chứng kiến hành động của Đỗ Thị Hà, nhiều cư dân mạng đã bày tỏ ý kiến cá nhân của mình trong các bài đăng chia sẻ trên mạng xã hội. Bên cạnh những bình luận bênh vực thì có không ít người thẳng thắn chỉ trích và cho rằng Hoa hậu Việt Nam 2020 đang thể hiện quá mức trước một phép lịch sự hiển nhiên sẽ không tránh khỏi khi chụp ảnh cùng nhau. Thậm chí một số netizen còn cho rằng Đỗ Thị Hà với cương vị là một hoa hậu nhưng cách cư xử lại thiếu chuyên nghiệp, quá kém cỏi trong việc tiếp xúc với mọi người xung quanh. Cho dù là không thích hay không muốn cũng cần có một thái độ nhẹ nhàng chứ không nên biểu hiện gương mặt và hành động rõ ràng như thế sẽ khiến người kế bên cảm thấy quê. Trước những ý kiến trên, Đỗ Thị Hà cũng đã thẳng thắn bày tỏ quan điểm. Thật ra hành động của Hà không có ý chảnh mà là với Hà thì những người lạ mới gặp chưa thân thiết thì sẽ có phần ngại khi người ta đề nghị ôm eo chụp ảnh, Hà sẽ lịch sự từ chối. Còn với người quen biết, chơi thân rồi thì Hà sẽ thoải mái trong việc đấy hơn. Và Hà nghĩ bất kỳ cô gái nào cũng sẽ ái ngại khi người lạ khác giới gần gũi với cự ly gần. Đỗ Thị Hà từng vấp phải không ít chỉ trích vì từ chối cái khoác eo lịch sự của Hứa Vĩ Văn đã nhận phản hồi không tốt từ phía khán giả. Vụ lùm xùm trên chưa lắng xuống được bao lâu thì nàng hoa hậu lại tiếp tục nhận sự bàn tán của dư luận, tiếp tục có ứng xử gây tranh cãi. Tuy nhiên, cách đây không lâu Đỗ Thị Hà từng chia sẻ bản thân chưa từng yêu ai hay có mối quan hệ nam nữ nào. Mặc dù từng được mọi người đẩy thuyền với Trịnh Thăng Bình nhưng cả hai chỉ dừng lại ở việc trao ánh mắt chứ không tiến triển gì đặc biệt hơn. Đỗ Thị Hà vẫn luôn giữ khoảng cách với các đồng nghiệp khác giới. Có lẽ cô không muốn có bất kỳ tin đồn tình cảm nào xảy đến với mình, tạo ra những điều tiếng không hay làm ảnh hưởng đến các dự án cộng đồng mà cô đang thực hiện sau khi đăng quang.